Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1800 New Doctor hoặc 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và chương trình mà quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Hello, dạ tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ hello. Dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ thưa luật sư, cảm ơn cho em hỏi thăm trước mà. Dạ được. Dạ. Dạ. Dạ em năm nay em 65 tuổi á, em sắp retire rồi. Thì em bây giờ em muốn lấy cái tiền 401k ra đó luật sư. Dạ. Và bây giờ không biết lấy như thế nào cho nó hợp lệ. Cái 401k đó là nó theo cái plan với chỗ của người, em làm. Thành ra đó, khi em muốn lấy, em còn đi làm đó không hay là em nghỉ về hưu rồi? Dạ, cuối năm nay là nghỉ rồi đó, coi như cuối năm nay là nghỉ rồi. Dạ, thì khi mà em nghỉ đó thì em có thể cho cái người Human Resource hay là Plan Administrator của cái 401k biết là em muốn claim vô cái 401k đó, thì em có thể claim vô là you know, tùy theo cái plan của em mà em có thể rút ra số tiền. Có nhiều cái plan đó, nó cho em rút hết nguyên một cái lump sum. Có nhiều cái plan thì nó có thể cho em rút từ từ, nhưng mà cho dù nó cho em rút một hết đi chăng nữa thì tôi khuyên là em cũng nên rút ra từ từ, tại vì cái số tiền trong cái 401k đó là nó chưa có đóng thuế. Thành ra khi em rút ra đó thì em sẽ bị đóng thuế. Và đó, đối với lại cái tuổi của em đó, thì có thể nếu có thể được đó, thì em chờ đến sang năm cái ngày birthday của em là lúc em 66 tuổi đó, thì em rút ra thì nó tốt hơn. Là bởi vì nếu em rút ra khi em cái birthday mà 65 tuổi đó, thì em sẽ mất khoảng 8%. Em không có... Em chỉ lấy ra được khoảng 92% cái số tiền lẽ em có thể lấy được. Em chờ đến khi đúng tới lúc em 66 tuổi đó, thì em sẽ được 100%. Thì cứ mỗi năm nó sẽ tăng 8% đó. Thành ra tốt nhất đó là em chờ được tới khi em 66 tuổi đó, thì em lấy nó cao hơn. Nhất là nếu mà hiện giờ em không có bị bệnh gì, hay là trong gia đình không có người nào mà phải chết sớm về bị cancer hay là stroke hay là diabetes hay là high blood pressure gì đó, thì mình chờ tới lúc mình 66 tuổi thì nó tốt hơn. Còn cái phòng em nói là cái tiền 401k em làm trong hãng chứ không phải là cái tiền retirement nữa. Dạ, thì cái 401k đó thì khi em nghỉ thì em sẽ cho nó biết. Thì như tôi cũng nói là cái số tiền 401k nó chưa đóng thuế. Thành ra khi em rút ra đó, tốt nhất là em rút ra từ từ thì tốt hơn là em rút ra một lúc hết. Vâng, không, nhưng mà bây giờ mình có cần phải mở cái IOM, tại vì em gọi lên đó thì họ nói là nếu mà rút ra từ từ á, một năm mà rút ra 10.000 thì coi như khi mà rút ra đó là coi như phải đóng thuế 20% đó. Dạ, nói họ chưa nói. Đóng trước. Phải đóng trước, coi như họ trừ luôn á. Dạ thì nó đóng trước, nhưng mà cuối năm á, nếu mà cái lợi tức em thấp á, nó sẽ cộng lại với lại cái những cái lợi tức khác của em. Và nếu lợi tức em thấp đó, thì có thể nó em sẽ được trả sẽ lại số tiền, chứ không nhất định là 20%. Bây giờ đó thì nó giữ trước để nó make sure là nó đủ cái tiền thuế trả. Nhưng mà đó, tới cuối năm á, thì cái 20% mà em đóng đó, thì em có thể được credit để em tôi lại là cái em có phải đóng thuế hay không. Chứ không nhất định là cái số tiền 20% là cái số tiền em phải đóng. Nó chỉ giữ trước đó thôi. Nhưng mà họ nói với em là họ coi như phải đóng trước đó. Coi đúng như rồi. Trừ luôn đó. Dạ, đóng trước thôi. Chứ không phải là đóng luôn. À, không phải đóng luôn nữa. Vâng. Đóng trước thôi, chứ không phải đóng luôn. Như tôi nói đó, cuối năm. Vâng. Mà nếu mà cái lợi tức của em thấp,
thì có thể em sẽ được trả trở lại. Ha? Nhưng Ok. mà theo em nghĩ thì như hôm trước nghe luật sư nói là mình mở cái IOE đó, mình IRA không go over đó. không không cần mở cái IRA để roll over làm gì, trừ khi đó em có thể giữ đó tùy theo cái, nếu mà cái plan của em đó, em coi đó, nếu mà nó đầu tư mà nó có lời nhiều thì tốt hơn, Vậy là em hiểu không? thì nó có lời nhiều không luật sư? Cái IRA đó tùy theo cái IRA, nếu em mở ở nhà bang á, thì nó return em nó nhiều lắm là 1%. Còn nếu em mở cái IRA ở những cái stock brokerage á, thì tùy theo cái stock em mua, nếu mà cái stock em mua mà nó good thì có nhiều stock có thể nó lên, chẳng hạn 100% có, hay là 50% có, hay 70% có, hay 60, hay là nhiều khi có 1-2%. Tuy nhiên nếu em bỏ IRA ở stock đó thì nó có cái nguy hiểm là có thể em chọn được cái stock tốt thì nó sẽ lời nhiều, mà rồi rủi em chọn cái stock xấu thì em sẽ mất tiền. Không, cái này là em để trước giờ là basic thôi, cái này là loại không có lời nhiều, loại Dạ. basic đó là loại bảo đảm đó. Vậy không, nó còn không đó thì em chắc ăn đó, thì em mua mấy cái mutual fund, chẳng hạn S&P 500 chẳng hạn, mấy cái mutual fund đó thì nó bỏ rải ra ở nhiều cái stock đó, thành ra nó ít ít có nguy hiểm hơn. Ha? Vậy theo luật sư là em nên rút ra từ từ, lấy ra từ từ, rồi họ họ lấy thuế mình thì họ lấy trước, nhưng mà khi mà Dạ. income 1 năm cộng vào lấy 10.000 thì coi như cộng vào với cái income tiền già là 22.000, thì luật sư nghĩ là có giảm thuế được không? Khó, tại vì cái luật thuế đó nó đang bàn thảo ở Hạ viện và Thượng viện. Thì nếu tuy rằng tại vì 2 giờ nó đang gọi là đang consolidate lại với nhau, thành ra sang năm nếu với cái luật thuế mới đó thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiền mà đóng thuế của em. Thành ra tôi khó mà tôi trả lời bây giờ lắm. Tôi nghĩ không ai trả lời được. Tại vì cái luật thuế tuy là bên cái version ở bên Hạ viện nó được chấp thuận, bên Thượng viện cũng được chấp thuận, nhưng mà nó có sự khác biệt với nhau. Thành ra nó phải mất thời gian để hai bên lưỡng viện đó, Quốc hội của Mỹ á, là Thượng viện và Hạ viện, họ phải đồng ý với cái luật thuế mới như thế nào, miễn trừ làm sao. Rồi sau đó mới đưa cho ông tổng thống, ông ký thì mới ban hành luật thuế mới, thì khi đó đó mới áp dụng ảnh hưởng tới cái thuế của em nhé. Ok, dạ, cảm ơn em Nếu nhé, như vậy thì cảm ơn mình em. nếu mà như theo luật sư nói, nếu như vậy thì mình có, hiện tại vì người ta cho hai cái len, người ta cho là một là mình lấy ra từ từ thì mình đóng 20%, mà hai là mình go over, thì Tốt theo nhất, luật sư làm cái nào thì thấy nó hay hơn? nếu mà cái đầu tư của cái 401k của em mà nó tốt, tức là cái return của nó, khi tôi nói tốt đó, là tối thiểu là nó cũng được chẳng hạn 3-4% trở lên, thì em giữ lại. Ok, không cần roll over qua cái IA với mày bạn nhé. Ok, Vâng, cảm ơn em. cảm ơn luật sư nhé. Cảm ơn Cảm em. ơn luật sư nhiều. Hello, chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Tôi chào luật sư. Xin chào cô. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi luật sư là tôi bị cái họ lấy cái thông tin cá nhân để họ mở cái credit card đó. Bây giờ đủ đủ chỗ bị hết trơn, bị nhiều nhà băng lắm, thành ra rồi tiếng Anh mình cũng không rành, không biết gì hết, thì chỗ luật sư có thể giúp cho chúng tôi để chặn lại cái đó hay là như thế nào không ạ? Luật sư á, tôi hay là mấy văn phòng luật sư không có người nào giúp để chặn lại được hết á. Tuy nhiên đó, bà nên làm những chuyện gì? Điều thứ nhất, bà có thể nhờ con cái hay con cháu gì đó đến sở cảnh sát để làm cái report về vấn đề identity theft, tức là nó bị ăn cắp cái dữ kiện cá nhân của bà, nên đến cảnh sát làm report trước nhé. Sau đó đó thì bà sẽ liên lạc với lại những cái credit reporting company là TransUnion, Equifax, để cho họ biết là yêu cầu họ freeze cái credit report của bà. Khi họ freeze lại đó thì đương nhiên đó là những kẻ gian nó sẽ không có dùng cái credit của bà được nữa,
Tuy nhiên đối với bà thì bà cũng khó khăn để bà có thể dùng để mà vay tiền nhà bank để mà mua xe hay là mua nhà. Cái nhưng mà at least nó freeze cái đó. Rồi trong tương lai đó khi mà những cái người chủ nợ mà của những cái credit card mà bà không có apply đó mà nó đến nó collect với bà thì bà gửi cho họ cái police report cho họ biết. Bà cho họ biết là cái bà bị identity theft thì hy vọng đó họ có thể xóa hay thế nào, tại vì giải quyết những vấn đề đó nó rất là phiền, không có phải dân phòng tôi thì tôi không có làm cái vấn đề đó, tại vì nó mất thời gian mà nhiều khi nó cũng 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 không có cái kết quả được tốt nhé. Ok. Dạ. Rồi, cảm Ok, ơn cảm luật ơn sư bà. nhiều. Dạ Dạ, chào xin bà. chào luật Dạ sư. chào bà. Tới đây thì chúng tôi được đài cho biết phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra nếu mà quý vị còn chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị khi mà đài chạy phần quảng cáo thương mại.